Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu về cái quy trình sản xuất mật ong của bên công ty mình ha. Tại sao mà bên công ty mình là công ty ong mật cao nguyên á, Highland Bee lại rất tự tin về cái chất lượng hàng hóa của bên mình? Như những clip và những bài đăng trước thì bên mình cũng đã từng nói rõ rồi. Không phải những cái mật ong nào mà được khai thác trực tiếp, đánh bắt xong là người ta có thể ăn được. Không phải lúc nào nó cũng an toàn. Thì thông thường á, những công ty lớn đủ tài chính thì họ mới đầu tư những cái hệ thống dàn máy như thế này. Dàn máy như thế này. Đó. Như mày như thế này. Để làm gì? Để người ta xử lý cái mật sau khi thu hoạch. Cũng là nguyên chất, nhưng mà cái khái niệm nguyên chất có nghĩa là người ta không thêm, không thâm, không bớt thì gọi là nguyên chất. Nhưng liệu nó có an toàn hay không? Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy là không phải tất cả đều an toàn. Muốn an toàn thì đều phải qua cái công đoạn kiểm soát bằng hệ thống máy móc, thiết bị hết. Thì lúc đó mới an toàn, mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Đấy. Thì nó có rất nhiều công đoạn về trong cái chuyên môn mà đôi khi mình trong giới hạn mình không thể nói hết được. Nhưng mà cái đơn giản nhất mà mọi người có thể nhìn thấy hai cái chỉ tiêu đó là tạp chất lạ và cái hàm lượng nước trong mật ong rất là nhiều. Tại vì trong mật ong nếu mà hàm lượng nước rất là nhiều á, thì các bạn để ý cái mật của bạn á, nó lên ga, nó sủi bọt, nó lên men chua thì ghê lắm. Đóng chai là nổ băng căng ở chai, đó là hàm lượng nước trong mật ong quá nhiều. Nó lên men và nó chuyển hóa fructose, saccharose chuyển qua cái dạng gluco, nó chuyển qua cái dạng là axit rồi. Lên men này theo cái dạng axit của rượu rồi. Thì lúc đó là ăn nó sẽ cảm thấy là ăn mật nó chua, nó không còn chất lượng nữa, không an toàn cho sức khỏe. Thì bên mình cho tuân thủ theo cái quy trình của ISO 22000 theo tiêu chuẩn quốc tế, nên bên mình tất cả những hệ thống bên mình làm cho các bạn xem đầy đủ hết. Các bạn có biết cái này cái gì không? Đây. Đây là tạp chất lạ nó lơ lửng trong mật ong. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Này, đấy. Tạp chất lạ trong mật ong. Trong quá trình người ta khai thác, vì lý do dụng cụ không vệ sinh, dụng cụ đánh bắt khai thác không vệ sinh, thùng chứa đựng không vệ sinh, tay vắt bóp không vệ sinh, thì nó sẽ có những tạp chất lạ đó. Hoặc là ngay bản thân con ong cũng vậy, nó còn xác ong, ấu trùng ong, nhộng ong gì nó cũng dính vào, thì nó sẽ không vệ sinh. Muốn cho vệ sinh an toàn thực phẩm thì bên mình phải phải mang về xưởng, bên mình phải đổ qua các thùng lọc này. Thùng lọc này thì bên mình phải dùng cái loại lưới polyester, có loại lưới siêu mịn này. Thì qua những cái loại lưới siêu mịn như thế này á, thì những cái tạp chất này này nó mịn cỡ này này, nó lơ lửng trong mật ong này, nó mới được loại bỏ ra đấy. Đây là những cái tạp chất này thế này. Đó, sau khi mình lọc xong thì nó mới giữ lại những cái cặn này. Những cặn này là tạp chất lạ, tại bản thân của mật ong nó phải phải trong sạch trong. Nhưng mà nếu mà không lọc những tạp chất lạ này, nó sẽ nằm trong lơ lửng trong mật ong mà mắt thường mình không nhìn thấy được. Các bạn ăn lâu ngày vào thì các bạn sẽ không tốt cho sức khỏe. Thì đây cũng là một cái dạng thùng lọc nữa. Thì khi mà bên mình dự trữ từ những cái phi này mang về, từ trang trại về, cũng phải đổ qua hệ thống lọc. Qua hệ thống lọc này rồi mới qua cái hệ thống là tách nước, xử lý nấm men mốc và cái hệ thống máy này. Thì sau khi xử lý xong á thì nước sẽ bị loại bỏ ra. Đây, đây là nước bị loại bỏ ra mật ong này. Thì lúc đó cái mật ong nó mới đậm đặc hơn. Nó mới đậm đặc hơn. Tại vì cái hàm lượng nước trong mật ong tiêu chuẩn quốc tế nó phải là dưới 18% nước. Đây mình sẽ cho các bạn thấy cái mật bên mình rất là đậm đặc. Nó đậm đặc thì nó mới tốt. Còn nó không đậm đặc thì nó không tốt. Đây, mình sẽ cho bạn xem. Thì bây giờ là cái mật sau khi xử lý, thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái mật sau khi xử lý nó thơm ngon đậm đặc, nó tốt đến mức độ nào. Là đây là sau khi xử lý xong xuôi hết rồi, loại bỏ tạp chất lạ, cô đặc tách nước này nọ hết rồi, kiểm tra những cái tiêu chuẩn vi sinh này nọ hết, an toàn thực phẩm hết, thì lúc đó mới đóng chai. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem này.
sẽ quay xe lại cho bạn xem. Thì đây là cái bồn chứa mà đã thành phẩm rồi. Đó. Các bạn thấy chưa? Mình xem cho bạn xem. Rất là đậm đặc mà trong vắt luôn. Mật ong bên mình là vậy, đậm đặc và trong vắt. Không có một cái tạp chất lạ gì trong này. Nó mới an toàn thực phẩm. Còn mấy cái loại mật ong mà mình gọi gì trên thị trường nó bán gì mật ong trong rừng, leo trèo đánh bắt, mình nói rất là bẩn thỉu. Ăn rất là bẩn, dơ, mất vệ sinh lắm. Đựng từ những túi ni lông mất vệ sinh cực kỳ. Bé nhỏ ăn vô mà không bị tàu hỏa nhập ma mà không nhập viện thì đúng là cũng may mắn rồi đó. Cho mình không ăn. Thực sự là có thể đụng chạm, nhưng mà liên quan tới an toàn thực phẩm, quy định của pháp luật chế tài là phải nói thật sự như thế. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xem đây, đúng không? Nào, mà thấy không? Mà thấy không, nó đặc không? Rất là đặc. Thì có một cái bài trên Foodie cũng có nói về cái cửa hàng số 15 nơi Trang Long Bình Thạnh của bên công ty mình, cũng ca ngợi là sản phẩm bên mình bán tốt. Nhưng mà sau đó có một bạn vô comment là đánh dấu là chỉ có cho 1 sao thôi, không được 5 sao. Bởi vì các bạn đó nói với mình nhá, nói với nhận xét đó, là cái mặt bên mình không có ga, nên là mặt giả, tức là mở nắp ra không có ga là giả. Thì mình nói với các bạn, nếu các bạn muốn mua mặt có ga, cái giá nó chỉ bằng một nửa so với mặt mà sau khi bên mình xử lý ga. Bởi vì mặt bên mình nó đậm đặc như thế này thì chắc chắn là không thể có ga được. Các bạn hiểu không? Ga là gì? Ga tức là cái hàm lượng nước trong mật ong rất là cao. Nó chuyển hóa quá trình lên men rượu, sinh ra khí carbonic. Carbonic nó khi mà rung lắc thì nó thoát ra ngoài, nó tạo lên hiện tượng ga, cũng giống như bọt bia vậy đó. Thì những cái mặt đó nó không thể nào mà an toàn thử sức khỏe rồi. Mặt non mới khai thác có ga, nhưng mà về lâu về dài, người ta muốn cho không có ga thì người ta phải dùng, người ta phải để mật ong vít nắp hoặc quay. Nhưng mà trên thực tế, để mật ong vít nắp không để được, người ta không kinh tế, người ta bắt buộc phải đầu tư hệ thống máy móc. Mà cả Việt Nam mình á, biết bao nhiêu công ty, có công ty nào đủ cái tài chính mà để đầu tư cái hệ thống máy móc mà làm tách nước mật ong không? Đấy, các bạn thấy không, cái mặt của mình rất là đẹp, trong vắt luôn. Từ từ để cho mình xem tiếp cho các bạn thấy. Khi các bạn mua sản phẩm bên mình thực sự không có đắt đâu, rất đáng đồng tiền bát gạo. Một lít mật ong bên mình là ký tư đến ký tư 50, giá chỉ có 250 một lít thôi. Còn nếu mà mua xỉ chỉ có 180.000 thôi. Thì hệ thống khách sạn, nhà hàng 5 sao là bên mình bán rất nhiều. Còn mua lẻ của bên mình cũng bán rất là nhiều. Đấy, để mình ăn thử. Rất là ngọt, ngon, thơm. Bạn ăn một cái sản phẩm bên mình nhá, ăn thử nào. Ngon lắm bạn. Bị viêm họng mà ho lắm, cứ xúc một miếng buổi tối trước đi ngủ ăn, sáng sớm xúc miếng ăn là bảo đảm mà chị viêm họng ngay. Còn mà nhà mà cứ bé nào mà cứ cò cọc miếng ăn á, pha với nước cam, nước chanh cho nó uống hàng ngày, nó tăng sức đề kháng, nó kích thích tiêu hóa. Bởi vì con của mình ba đứa nào cũng khỏe mạnh hết, không có đứa nào mà bệnh tật đâu. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái thành phẩm bên mình sau khi đóng chai nè. Rồi, đây là những cái thành phẩm sau bên mình đóng chai nè, chuẩn bị đóng thùng nè, xuất bán cho khách nè. Khách đặt bên mình rất là nhiều. Khách mà đã ăn mật bên mình rồi thì coi như là họ không còn muốn ăn chỗ khác nữa. Đấy, hàng bên mình đấy. Đây là chai 1 lít nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là nhiều, bên mình đóng gói rất là nhiều. Đó, bên mình đóng gói rất nhiều. Bây giờ các bạn thấy không? Rồi để mình quay cái này cho bạn xem.
Thì đây là cái chai là 1 lít ha. Chai là chai dung tích là 1 lít. Đợi mình chút xíu. Đợi mình chút xíu mình mở lại lên. Đây. Thì đây là cái chai dung tích 1 lít các bạn. 1 lít thì cái này đựng trong chai nhựa bét. Tại sao đựng trong chai nhựa bét? Nhựa bét bên mình rất là dày cứng, các bạn hiểu không? Tức là không có sợ bể vỡ trong quá trình vận chuyển á, tại vì chai thủy tinh có nhược điểm lắm, nặng mà bể vỡ. Mà chai nhựa bét của bên mình á, nó đắt lắm nha, chứ không phải cái chai nhựa bét thông thường đâu. Nó dày lắm, nó giống như chai nước suối nhưng mà rất là dày ha, các bạn thấy không? Đấy, rất là dày. Nên đó, bên hông thì có cái khắc cái logo chìm Highland Bee này. Đấy, các bạn thấy không? Lại có thêm cái chữ mật ong cao nguyên chìm đây nữa. Rồi đây được bản thân lại có một thêm một cái tem chống giả đây nữa. Đấy, tích logo hàng Việt Nam chất lượng cao ha. Mật ong cao nguyên. Đấy. Thì thông tin bên mình là rất công bố chất lượng rất là rõ ràng. Công bố chất lượng rất là rõ ràng. Đấy, các bạn thấy. Đấy, hàng hóa bên mình siêu niêm phong đầy đủ hết. Đó, một chai này chỉ có 250 thôi. Bạn mà mua một thủy một thùng nữa là 18 chai thì giá nó là 180.000 đồng một chai. Đó, đây các bạn xem này. Nào, nó vàng óng mà nó đậm đặc như thế này nè. Rất là an toàn cho sức khỏe. Tất cả hàng đều kiểm định hết, quy định của pháp luật hiện hành hết, công bố chất lượng hàng đầy đủ hết. Đó. Rồi, nếu mà anh chị nào mà đặt hàng có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là điền biểu mẫu trên website, hoặc là có thể là inbox trực tiếp cho fanpage, thì nhân viên bên công ty mình sẽ tư vấn và giao hàng tận nơi miễn phí trong thành phố Hồ Chí Minh và giao toàn quốc cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn, vì đây mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem. Đó, hàng bên mình là chuẩn bị đóng gói nè. Đó. Nhiều không?